ghét nhất mấy cái đồ có tàu khựa. Nhà em không bao giờ dùng hàng tàu khựa. Vâng, thì các bạn người Việt Nam chúng ta xưa nay là đã có thói quen là anti đồ của Trung Quốc. Chính vì thế các nhà sản xuất như là HKPhone hoặc là Kangaroo đều không đạt được thành công ở thị trường Việt Nam do bị người Việt Nam tẩy chay khá là nhiều, mặc dù có cấu hình khá là tốt. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một thiết bị nữa cũng đến từ chung của, đó chính là chiếc Oppo Find Find. Thiết bị này có thể nói là một siêu phẩm của năm 2013, không chỉ riêng ở thị trường Việt Nam mà nó được biết đến rất nhiều từ các thị trường quốc tế. Các trang tin công nghệ như ZM, Arena hoặc là Engadget cũng đều có bài đánh giá và trên tay thiết bị này. Cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm thiết bị này là nó rất là chắc chắn hơn nhiều so với chiếc Galaxy S3 mà mình đã sử dụng. Nó dày 8,9mm và nặng 165g, nặng hơn khá là nhiều so với Galaxy S3. Cái kiểu thiết kế của nó là thiết kế nguyên khối, bên cạnh phải chúng ta dùng phím tăng giảm âm lượng và bên cạnh trái là chúng ta lại có phím nguồn. Thiết kế kiểu này giống với dòng Samsung và thiết kế rất là hợp lý, như vậy chúng ta bấm thì dễ dàng hơn thay vì như kiểu HTC. Một số nhà sản xuất khác thì đặt phím nguồn lên đỉnh máy mà máy màn hình ngày càng dài, bấm rất là khó. Ở mặt trước chúng ta thì chủ yếu là màn hình cảm ứng lên tới 5 inch có độ phân giải là Full HD, một độ điểm ảnh của nó rất là cao, tương đương với chiếc HTC Butterfly là 441 ppi. Nói về cái công nghệ màn hình của nó thì nó sử dụng công nghệ màn hình của Hitachi, là công nghệ màn hình rất là tiên tiến, tương tự như cái kiểu công nghệ màn hình Intel của iPhone 5, giúp cho cái độ sáng cũng như khả năng hiển thị của nó chính xác và cái cảm ứng khi chúng ta sử dụng nó cũng sẽ nhạy hơn. Cái màn hình này của nó thì mình đã sử dụng qua cái chiếc HTC Butterfly và mình nhận thấy có lẽ là nó sẽ tương đương với chất lượng của sản phẩm đến từ HTC. Chưa thấy Xperia Z ra sao, tuy nhiên thấy một số bài đánh giá thì Xperia Z có góc nhìn khá là kém. Thì chiếc Oppo Find Find này đạt đều tốt về mọi mặt, tương tự như Butterfly. Từ góc nhìn rồi đến hiển thị dưới nắng mặt trời, màu sắc, mọi thứ đều có thể nói là rất là tuyệt vời. Khó ai có thể nghĩ rằng là một thiết bị đến từ Trung Quốc lại có một chất lượng tốt như vậy. Mặt sau của nó là cái camera 13MP đèn flash LED kép. Ở đây có dòng chữ là Oppo, tuy nhiên thì cái kiểu in chữ này khá là buồn cười. Nếu mà các bạn cầm xoay ngang theo một đường này, bạn sẽ đọc được chữ Oppo. Tuy nhiên bạn cầm theo chiều ngược lại thì bạn lại đọc theo kiểu phát là Oppo. Tôi không hiểu là tại sao Trung Quốc lại in được cái kiểu chữ như thế này. Ở dưới này chúng ta còn có một cái lon ngoài. Về cái giao diện người dùng thì ở đây giao diện này, nếu mà bạn nào mà hay dùng cái ROM cúp mà nó biết đến cái ROM MIUI hoặc là ROM đến từ Trung Quốc thì chúng ta sẽ thấy là cái giao diện này khá là giống với lại cái ROM đấy. Từ các cái biểu tượng đến cái hình nền, kể cả là các widget, các bạn thấy hoàn toàn là giống nhau. Chúng ta có cái menu, ở đây có một số ứng dụng mà định suất này cài vào thì có một cái điểm chung là mình nhận thấy là nó có một số cái dịch vụ đều có cái tên giống nhau là NIMI. Ở đây chúng ta có dịch vụ NIMI Team này, NIMI Wallpaper này, NIMI Đồng Bộ này, rồi kể cả là cái ứng dụng app NIMI riêng bên cạnh cái kho ứng dụng Play Store. Thì đây có lẽ sẽ là một cái dịch vụ riêng của cái nhà sản xuất này tạo nên sự khác biệt, như kiểu là Samsung có Music Hub rồi các kiểu khác vân vân. Cái giao diện này thì rất là đơn giản và dễ sử dụng, tuy nhiên một số chúng ta sẽ cảm nhận thấy là nó lại có cái khá giống iOS một chút. Trên mục thanh thông báo trạng thái thì có các phím tắt chúng ta sẽ truy cập nhanh, một cài đặt một phần rõ ràng thì chúng ta có thể cài đặt tốt hơn thay vì phải truy cập nhiều phần vào từng mục khác nhau. Thì đây nhà sản xuất có tách ra là âm thanh, hình ảnh và bảo mật, đây là những cái mục mà chúng ta hay sử dụng nhất thì nó tách ra dễ dàng, có thể quản lý tốt hơn. Ở đây phía dưới có 3 phím cảm ứng, tuy nhiên mình tắt đèn nền đi, gồm có phím back này, chúng ta có phím home và đây là phím menu. Thì khi mà chúng ta bấm phím home thì nó sẽ ra quá trình đa nhiệm. Đây cũng giao diện giống hệt cái ROM MIUI, ROM cúp trước đây mà mình đã từng sử dụng. Về cái khả năng giải trí thì mình sẽ nói qua một số các công nghệ nổi bật của nó. Là đầu tiên là trình chơi nhạc, đây là thiết bị đầu tiên trên thế giới mà tích hợp cả hai cái công nghệ âm thanh cực kỳ nổi tiếng, đó là Direct HD và cái Dolby Mobile. Thì đầu tiên nói về cái Direct HD là một cái công nghệ tới từ Thụy Điển và đây là một cái nhà sản xuất âm thanh rất là nổi tiếng, được tích hợp trên rất nhiều cái xe hơi sang trọng như là Rolls Royce, Bentley và BMW. Thì cái công nghệ âm thanh này trên chiếc Oppo Find Find này được tích hợp cả phần cứng và phần mềm và nó giúp cho cái lọc âm thanh để tạo ra âm thanh trung thực hơn. Ngoài ra thì cái chiếc máy này còn có cả âm thanh Dolby HD. Dolby HD thì giúp tạo âm thanh sống động như rạp hát ngay cả khi chúng ta sử dụng tai nghe hay là loa ngoài. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn vào, khi chúng ta lựa chọn cái loa ngoài này có cả công nghệ âm thanh Dolby và thực sự là nó tạo ra sự khác biệt rất là rõ ràng, không như kiểu là HTC thì với Beats Audio thì chỉ hoạt động với tai nghe. Ở đây mình sẽ tự demo cho các bạn xem. Đây là khi mà mình tắt đi công nghệ âm thanh Dolby HD và khi mà mình bật lên, các bạn đã thấy âm lượng và cái chất lượng được nâng lên khá là nhiều. Mình có thể nói là đây sẽ là một đối thủ lớn đối với HTC. Về cái camera này thì
không phải là Xperia Z, mà đây cũng là thiết bị đầu tiên có cảm biến XMORE đến từ Sony. Và nó có một số điểm nổi bật như là cái tốc độ chụp hình của nó với 50 hình mỗi giây và chụp liên tiếp hơn đến là 100 bức hình. Cái cảm biến XMORE S trên thiết bị này thì cũng được khả năng quay phim HDR luôn. Nếu như trước đây một số bạn nói là Xperia Z đầu tiên có khả năng quay phim HDR là sai. Ở đây các bạn có thể thấy là trong bộ quay phim của mình có chế độ quay phim HDR. Và với cái cấu hình phần cứng khá là mạnh là khi xử lý Snapdragon S4 Pro 1.5GB RAM 2GB thì thiết bị này khi chúng ta lựa chọn cái hiệu ứng trong quá trình quay phim và chụp ảnh đều hiển thị luôn. Thì chúng ta có thể xem trước được rồi mới quyết định sử dụng. Trong quá trình sử dụng thì thiết bị này chạy rất là mượt, không có hiện tượng lag hay giật. Điểm bất lợi mình để chấm thử bằng phần mềm thì cho điểm số 7.001. Rồi có nghĩa là nó tương đương với chiếc HTC Butterfly. Và để chi tiết hơn thì trong phần sau mình sẽ có một bài review đánh giá về chiếc máy này cũng như so sánh nó với HTC Butterfly hoặc là các thiết bị Android khác trên thị trường. Các bạn này cảm thấy video này hữu ích, đừng quên like, share nó với bạn bè và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để chúng ta cùng tìm hiểu xem liệu là thiết bị đến từ Trung Quốc có chiếm được lòng của người dân Việt Nam chúng ta hay không, hay là nó sẽ là một sự thất bại khác. Open Gangnam Style. Gangnam Style.